Chào mừng các bạn đến với kênh Minh Phương Vlog. Hiện tại là một Tết Phương đang có mặt tại chùa Bà Bình Dương. Thì hôm nay Phương đến chùa Bà Bình Dương để chia sẻ những hình ảnh ngày đầu xuân của bà con đi chùa. Mới đến thì Phương thấy rất là đông rồi cả nhà. Hiện tại là xe cho chỗ này là gửi rất là khó, phải gửi xa mới đi vào, mới vào chùa tham quan được. Bà con đi rất là đông luôn. Nói chung đầu xuân là ai cũng đi chùa cả nhà. Mùng một Tết đi chùa cầu an, cầu sức khỏe cho gia đình, gia đạo bình an và công việc thì được thành công. Đây là ở đây là đứt ngang, cả nhà đứt ngang ở ngoài này cho nó đỡ dưới trong nó đỡ ngọt. Thì sau khi đứt ngang xong thì chúng ta qua đây cắm thương ở trên bên ngoài trước, sau đó mới vào bên trong. Không có ngang hả? Hả? Bây giờ cho chen, đọc bỏ đứt miếng. Ở thẳng đây nè, đi đường vòng ngoài vô cũng được, vòng bên đây vô. Vô được. Thẳng vô luôn. Ở trước này rất là nhiều người đến thức phương ở trước. Thì nhang không có được đem vô trong nhiều, mỗi người chỉ được cầm 3 cái nhang đem vô trong thôi, để cầm nhiều quá sẽ đông người sưng cọp. Thì bây giờ đây là cái lớn đường vào chính điện, đúng rồi, hôm nay là một đầu đông lắm đấy nhỉ, rất là đông luôn. Cả nhà nữa.
nói chung là rất đông, và đây không được khách ngang nhiều, không được khách ngang nhiều. Tôi đến chia sẻ với cảnh ở chùa Bà Dương cho thế này, không biết ngày đầu xuân chúng ta đi chùa như thế nào nha. Nhớ mình sử dụng chỉ 3 cây thôi nha chị, tất cả mọi người cây cầm cho nhỏ cho cao lên cho em đi. Mọi người chỉ cầm 3 cây nhang em vào thôi nha, không được cần người. Để cầm người sẽ ngập. Hôm nay chị đi chùa rất là đông đó nha, quá trời người đi chùa luôn. À bây giờ tôi sẽ ra ngoài cho cái nhà xem hình ảnh ở bên ngoài cũng rất là đông luôn. Đi chùa đông thì mọi người nói chung là chùa Bà Bình Dương cũng có nhiều cái xấu nhưng cũng yên tâm là có nhiều luôn. Đối với cảnh sát cơ động mọi người lắm nha. Ngoài ra còn có đội hiệp sĩ của Bình Dương thì thôi. Hôm nay Phương đến đây chia sẻ hình ảnh chùa Bà Bình Dương đến cả nhà, và Phương xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn cả nhà.